từ nay đến rằm tháng tư âm lịch, bốn con giáp trúng số cực đậm, một bước lên trời đổi đời giàu sang. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, bất kể chúng ta là ai thì khi sinh ra cũng cầu cho mình một cái số mệnh như ý, mọi việc sẽ được thuận lợi suôn sẻ, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là những cái thứ mà con người phải dành cả đời để mà cố gắng đạt được. Và trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau, gia cảnh học thức cũng khác nhau, nên số phận cũng sẽ không giống nhau. Và cổ nhân cũng có câu nói, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích. Có cố gắng thì cũng chỉ như là dã tràng xe cát. Có người khi sinh ra tốt số, hưởng cái cuộc sống là giàu sang phú quý trong nhung loạn, tiền bạc thì rủng rỉnh, nhà rộng xe sang, đất đai nhiều vô kể. Nhưng cũng có không ít những người phải sống trong cảnh khổ cực túng thiếu, khó khăn trăm bề, làm mãi mà không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo tử vi số mệnh thì có nói rằng trong số 12 con giáp thì sẽ có 4 con giáp may mắn nhất vào thời gian trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây. Những con giáp này sẽ được cát tinh chiếu rọi, quý nhân dẫn đường chỉ lối. Sự nghiệp thì không hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo cái tài vận dồi dào, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Để biết được cái vận trình chi tiết của 4 con giáp này ra sao trước cái rằm tháng 4 âm lịch, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để chúng ta nắm bắt được cái vận thế và xem mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không nhé. Quý vị thân mến, nói chung từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch thì con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, được vận may che chở, những người tuổi Ngọ đón nhiều cái cơ hội thuận lợi, sự nghiệp thì có những cái bước phát triển vượt bậc. Đấy. Bên cạnh đó, trong thời gian từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch thì những người tuổi Ngọ sẽ tự tin. Đấy. Cái sự tự tin cũng sẽ giúp cho quý vị trở nên vui vẻ hơn, hào hứng hơn trong suốt cả tuần. Nói chung ấy, con giáp này có thể tự mình thực hiện được các dự án lớn nhỏ với cái khả năng, năng lượng tràn đầy. Các bạn có thể hoàn thiện rất nhiều các hạng mục công việc quan trọng. Nói chung ấy, công việc được giao vào bàn tay của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì đều được đảm bảo hoàn thành, chất lượng thì cũng đảm bảo ở mức là tốt nhất có thể. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng vì bận rộn mà bỏ qua cái thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nhất là nếu như mà bạn đang trong một cái mối quan hệ nào đó thì đây cũng chính là cái thời điểm mà quý vị cũng nên lưu ý tới cái sức khỏe của mình cũng như là người thân trong gia đình. Tiến vào cái thời gian này thì nói chung là được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại thêm có gì có các cát tinh nó chiếu mệnh nữa, nên là công danh sự nghiệp tiền bạc của những người tuổi Ngọ vì thế mà cũng được thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo cái chiều hướng tốt. Đi làm ăn xa hay là ngoại giao thì đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về những cái thành quả cực kỳ là ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Ngọ làm công ăn lương ấy thì cũng giữ vững được cái tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định được cái năng lực và được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến nó đến ngay trong tầm tay. Quý vị nên chủ động nắm bắt. Với những người kinh doanh buôn bán hay là tự thân làm chủ ấy thì công việc làm ăn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Việc cũ, việc mới thì luân chuyển hài hòa. Nói chung càng mở rộng, càng nhiều cái không gian để phát triển. Bên cạnh đó, trong thời gian từ nay đến rằm cũng khá thích hợp cho những ai mà có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá. Những cái bước đi mạo hiểm sẽ hứa hẹn có những cái trải nghiệm và những cái thành công bất ngờ. Có điều là trong thời gian này thì cái thị phi nó vẫn còn đeo bám. Đấy, do cái tác động của một vài cái khung tinh nó mang lại. Vậy nên những người tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng trước khi mà chọn người hợp tác làm ăn, tránh những cái mâu thuẫn gây ra bất lợi trong công việc. Thưa quý vị, nói chung ấy, so với những tháng trước thì cái thời gian này bắt đầu từ tháng 4 trở đi thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ cũng sẽ hanh thông. Đấy. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cái cảm giác kiếm tiền nó dễ dàng hơn, không còn quá khó khăn hay là vất vả nữa. Đó. Quý vị sẽ gì, nói chung là mưu sự thì dễ thành, và dù là quá trình có gặp phải cái trở ngại nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn đạt được tốt đẹp như ý nguyện, thu về cái lợi nhuận để khả quan. Cái may mắn mà những người tuổi Ngọ có được trong thời gian này cũng
là do được cái casting nó cao chiếu. Vậy nên là gì? Các nguồn thu nó cũng sẽ được gia tăng. Cái nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại thì cũng có thêm một vài cái nguồn thu khác như là công việc làm thêm hay là đầu tư vào bất động sản, vào cổ phiếu, trái phiếu, Bitcoin, vân vân. Đấy. Những kênh đầu tư này mang đến những cái nguồn thu là thụ động, ổn định. Chất lượng cuộc sống vì thế mà cũng được cải thiện rất nhiều. Chi tiêu thì cũng được dư giả hơn trước. Bên cạnh đó, cái mức độ tiêu hao tiền bạc trong cái thời gian này nói chung ấy cũng không quá nhiều. Thu chi thì cân đối. Những người tuổi Ngọ sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đó và yên tâm cho những cái kế hoạch, những cái dự định về tài chính sắp tới của mình. Nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến rằm tháng tư âm lịch thì những người tuổi Ngọ vận trình cũng khá là êm đềm, đặc biệt là sẽ có nhiều cái cơ hội mang lại cái tiền bạc, tài lộc và cái lợi nhuận cho bản mệnh. Các vấn đề tiền bạc sẽ được xử lý sớm và thu lại một cái kết quả cực kỳ là tốt lành với những người tuổi Ngọ do được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tăng cường cái vận may của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Ngọ. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong thời gian từ nay đến rằm tháng tư âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thì trong tháng tư âm lịch thì những người tuổi Dậu được cục diện là Tị, Dậu, Xỉu, Tam hợp, đúng không ạ? Và trong khoảng thời gian này thì con giáp may mắn dễ dàng kiếm tiền, thu về lợi nhuận đẩy tay, không thể không nhắc đến những người tuổi Dậu. Nói chung ấy, cái điểm báo tử vi nó cho thấy thì đây là cái thời điểm vô cùng thuận lợi với những người tuổi Dậu, mang đến những cái trải nghiệm tuyệt vời cho bản mệnh. Trong thời gian từ nay đến rằm tháng tư âm lịch ấy, thì những người tuổi Dậu sẽ giữ được cái nguồn năng lượng dồi dào, bản mệnh cũng trở nên độc lập hơn, do đó có thể giải quyết những vấn đề khiến cho bản thân bị bế tắc trong suốt thời gian vừa qua. Bất kể là khó khăn như thế nào thì các bạn cũng sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất có thể. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến rằm tháng tư âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi Dậu như được vén màn mây mở che phủ mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, trong tháng này lại được quý nhân tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, lại được nhiều cái sao tốt nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên những người tuổi Dậu sẽ phát huy được cái tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực để phấn đấu, tham vọng thăng tiến mạnh mẽ. Theo đó, cái hiệu suất công việc nó cũng tăng cao, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức. Trong thời gian này thì nói chung ấy, quý nhân nó cũng sẽ tương trợ giúp đỡ và cũng sẽ thôi thúc cái tinh thần phấn đấu, thôi thúc cái sự bền bỉ của những người tuổi Dậu, phù hợp với những ai mà đang gì trên cái con đường khởi nghiệp hoặc là gì có ý định lập ra những kế hoạch trở nên giàu có trong tương lai. Dù có thời điểm phải chịu tác động của những hung tinh đấy, nhưng mà những khó khăn khách quan từ thị trường hay là cái hạn tiểu như quấy phá, nhưng mà những người tuổi Dậu vẫn kiên trì với cái mục tiêu tỉnh táo ứng biến, thu về những kết quả đầy thuyết phục. Nói chung ấy, đây là cũng là cái thời gian mà những người tuổi Dậu ấy cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, con đường thăng tiến của những người tuổi Dậu sẽ được mở rộng thênh thang, lại thêm có cái cát tinh nó trợ mệnh nữa. Dù phải đối đầu với những cái thách thức, những khó khăn, nhưng sau tất cả thì những người tuổi Dậu vẫn đứng trên cái đỉnh vinh quang. Nhưng quý vị cũng nên nhớ rằng thành công không phải là một cái chuyện một sớm một chiều, nó là cái sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên đừng bao giờ thôi cố gắng. Đấy, khi mà đã chạm tay đến cái vinh quang thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, kiểu cái niềm vui ngắn ngủi nó lại gì bay mất và tự chuốc lấy những thất bại. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Dậu vốn là những người mà có mệnh vượng tài, rất có duyên với kinh doanh buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung ấy cũng khá là sung túc, tiền cứ hết lại có, không bao giờ bị eo hẹp trong chuyện chi tiêu. Và trong thời gian từ nay đến rằm tháng tư lại được cái cục diện là quý nhân nó tương trợ, nó giúp đỡ đấy, vậy nên là gì cái tài khí nó tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế mà cũng được khởi vượng hơn rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều được khởi sắc, cái nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng,
Điều đó có nghĩa rằng là gì? Dù là những người làm công ăn lương, hay là những người làm chủ, hay là những người làm đầu tư, thì đều có thể đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền, con đường làm giàu không còn khó khăn như trước nữa. Trái lại, xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, quan trọng là những người tuổi Dậu có biết chủ động nắm bắt lấy hay không mà thôi. Chẳng những công việc hanh thông, con đường tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng đón cái đào hoa phơi phới. Đào hoa nó nở rộ hứa hẹn những người tuổi Dậu độc thân ấy, trong thời gian này thì có thể gặp được một ai đó ảnh hưởng tích cực đến cái bản mệnh. Các bạn sẽ tỏa ra cái nguồn năng lượng tích cực thu hút mọi người. Nếu như các bạn gặp khó khăn trong chuyện tình cảm ấy, thì cứ tìm đến bạn bè để xin lời khuyên, tư vấn. Họ sẽ giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình mà không hề tính đến chuyện công lao. Bên cạnh đó, các bạn hãy quan tâm đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là có điểm báo tai họa, họa huyết quan hay là má chay. Đừng nghĩ rằng đấy, có thể dùng tiền để xử lý được tất cả. Các bạn hãy nhớ rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không ạ? Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong thời gian từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch, không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Thưa quý vị thân mến, thì trong thời gian từ nay đến rằm tháng 4 thì những người tuổi Tỵ được nhiều cát tinh nó chỉ đường dẫn lối, nhờ thế mà giành được những cái thành công vượt trội trong cái công việc. Nói chung công việc nó cũng diễn ra được như ý, mọi việc tiến triển một cách là thuận lợi, suôn sẻ, đến chính quý vị cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Đó. Dù đôi lúc vẫn có những khó khăn, nhưng nó không làm cho bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì quý vị cũng gặp được gì thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn nhỏ gì cũng sẽ được thành công và gặt hái được những kết quả cực kỳ rực rỡ trong thời gian này. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi Tỵ chú trọng mở rộng cái phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với những người có quyền có thế. Khi mà thời cơ đến thì họ sẽ là quý nhân giúp đỡ các bạn thăng tiến trên con đường quan chức trong công việc cũng như là gì trong cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Nói chung ấy, cái thiếu của những người tuổi Tỵ trong thời gian này là cái sự quyết đoán hoặc là cái sự nhất quán về cái mục tiêu đấy, và cái kế hoạch cũng chưa được rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được thì chắc chắn sẽ thu về những thành công rực rỡ. May mắn là trong thời gian này lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ, bản mệnh sẽ được tiếp thêm cái động lực, tinh thần thì phấn chấn mạnh mẽ hơn, thậm chí là khát khao đến cháy bỏng. Rất tốt cho những ai mà đang có ý định khởi nghiệp hay là gì, làm những cái dự án lớn trong thời gian này. Bên cạnh đó, công việc thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ, bản thân lại phấn đấu không ngừng. Vì thế không có lý do gì mà những người tuổi Tỵ lại gì gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thêm nữa, cái cục diện quý nhân tương trợ giúp đỡ nó thúc đẩy cái tài khí nó được vượng vận, hỗ trợ rất lớn về cái mặt tài lộc, tiền bạc trong thời gian này. Lại gặp gì? Gặp được tài tinh nó chiếu mệnh. Đấy. Vậy nên là gì? Cái chuyện làm ăn kinh doanh thì nó được phát đạt, làm nhiều thì hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập dù là chính hay là phụ thì đều tăng lên trông thấy. Những người làm công ăn lương thì cũng sẽ sớm được tăng lương, thăng chức, tăng thưởng. Những người làm chủ, những người làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế mà đổ về đầy túi. Tuy nhiên, có thời điểm gặp một vài cái hung tinh nó tác động mạnh mẽ lên tinh thần, quý vị cũng gì có những cái suy nghĩ tiêu cực về mặt tiền bạc, về mặt làm giàu. Đôi khi thì nó gặp bế tắc khiến cho quý vị trở nên lười nhác, rất dễ để tiền bạc tuột khỏi cái tầm tay. Nói chung ấy, thời cơ đến, quan lậu thì được mở rộng thanh thang. Quý vị hãy cứ đặt cái mục tiêu rõ ràng và các bạn sẽ có thể là chinh phục được những thử thách và tiến đến cái thành công rực rỡ hơn. Nếu như mà đang tìm việc thì đây cũng là một cái thời điểm để các bạn có cơ hội để gì tìm được cái công việc mới nhờ cái cơ hội trời cho. Công việc phát triển đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ dành nhiều thời gian tập trung vào nó. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ nay đến rằm tháng 4 thì cũng sẽ thúc đẩy cái sự gắn kết giữa các bạn và những người mình thân yêu. Thì đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời để cho các cặp đôi đưa ra quyết định quan trọng trong tương lai.
Nếu muốn tiến xa hơn với nhau như là kết hôn hay là đính ước hay là gì, báo cáo gia đình hai bên. Nếu gặp chuyện buồn thì quý vị hãy chia sẻ với nửa kia để được nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình nhất nhé. Đó. Vì thế, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 từ nay đến rằm không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Thưa quý vị, là một trong những con giáp may mắn, đấy, những người tuổi Thìn có nhiều cái cơ hội tỏa sáng và gặt hái được nhiều cái thành công rực rỡ trong công việc. Nam giới tuổi Thìn thì sẽ được dự báo sẽ gặp may mắn hơn cả. Các bạn sẽ nhận được nhiều cái sự giúp đỡ trong tuần này. Quý vị hãy cố gắng tận dụng chúng một cách hiệu quả nhé. Chính nhờ cái sự nỗ lực trước đó nên là các bạn dễ dàng được thăng chức tăng lương. Cuộc sống thì vô cùng là lên hương, phát tài phát lộc. Nói chung ấy, từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch thì tuổi Thìn một lần nữa giành lại cái ánh hào quang, phát tài phát lộc. Sau bao ngày nếm mật nằm gai, cuối cùng thì bản mệnh cũng thấy được cái ánh sáng ở phía cuối con đường, thấy được đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình do chính mình làm ra. Con giáp này cần lưu ý, thu nhập thì nói chung ấy cũng chủ yếu là cái thứ tài do các bạn làm thêm cái nghề tay trái hoặc là nhờ vào may mắn mà được có được, đúng không? Cũng có thể là những cái cơ may như là trúng số đổi đời hoặc là được thừa hưởng đấy, sang tên cho một cái miếng đất hoặc là một ngôi nhà hoặc là gì, một cái công ty nào đó đấy. Vậy nên là gì, cũng rất dễ trở nên giàu có sau một đêm. Trong thời gian này thì dân làm ăn kinh doanh thì thu lợi tốt hơn, quy mô kinh doanh thì phát triển lớn mạnh, tiền bạc thu về có khi nhiều gấp đôi gấp ba lần so với cái mức bình thường. Nếu mà có cơ hội thì có thể tính đến cái chuyện hợp tác kinh doanh. Với cái nguồn lực nó được tăng lên, có thể con giáp này cũng sẽ kiếm được bội tiền, đấy, vượt bậc và đạt được thêm nhiều cái thành công vang dội. Xong, những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng cần phải thận trọng khi mà tìm kiếm đối tác, lựa chọn cẩn thận những người đáng tin cậy để tránh cái tình trạng là bị lợi dụng, bị lừa gạt hay là gì, bị lật kèo ngay phút cuối. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái chính tài nó cũng chẳng có là bao, nên là cái dân làm công ăn lương thì vẫn cần phải chú ý chỉn chu hơn trong công việc của mình thì mới có gì thời gian mà làm gì chân trong chân ngoài được. Nhờ thế mà các bạn sẽ trở nên nhiệt tình, năng động và làm việc hiệu quả hơn trong mọi cái hạng mục. Các bạn biết bỏ qua những cái vấn đề của bản thân, tập trung vào cái nhiệm vụ trước mắt, có được cái sự công nhận đánh giá cao từ những người xung quanh. Dù trước mắt có những cái khó khăn, trở ngại trên cái con đường đi đến đâu ấy, nhưng mà quý vị cũng không được thoái lòng nản chí nhá. Bên cạnh đó, công việc đang hanh thông, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn cũng được tươi sáng. Nếu như mà đang yêu thì các mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ được bền chặt hơn, thôi thúc hai bạn có ý định là tiến đến cam kết hôn nhân hoặc là gì, ra mắt giữa gia đình hai bên. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì các cặp đôi cũng như là gì, các cặp vợ chồng ấy, thì đây cũng là cái thời gian mà thích hợp để quý vị hàn gắn những cái vết nứt tình cảm trước đó. Vì vậy, để giúp bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong thời gian từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch. Đó chính là những con giáp sau. 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Thìn. Đây là 4 con giáp được phúc lộc trời ban, đấy, thần tài chiếu mệnh. Từ nay đến rằm tháng 4 dễ có cơ hội ôm tiền tỷ trong tay. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.